Chó khóc nấc nức nở bên quan tài vị giáo sư đáng kính. Khi Boot Boy thấy vị giáo sư đáng kính nằm lặng im trong quan tài, chú chó trung thành đã khóc nức lên, nức nở thành từng tiếng. Sau đó, chú chó đáng thương ghé sát vào quan tài thật lâu, nhìn chăm chú không muốn rời đi. Chó là người bạn động vật trung thành nhất của con người. Mới đây, câu chuyện cảm động về chú chó trung thành ở Philippines đã gây xôn xao dư luận, lấy đi nước mắt của nhiều người. Theo thông tin đăng tải, giáo sư Carmelito Marcelo, 58 tuổi, giảng dạy tại Đại học thành phố Malacas ở Pampanga, Philippines, vốn rất thân với một chú chó đi lạc tên là Boot Boy. Mỗi ngày khi đi dạy học, giáo sư Carmelito Marcelo đều mang theo thức ăn cho Boot Boy. Ngược lại, chú chó Boot Boy cũng vô cùng quấn quýt lấy giáo sư. Đợi đến khi giáo sư dạy xong, Boot Boy đã chờ sẵn ở cửa lớp để đón mừng. Quan hệ giữa giáo sư Carmelito và Marcelo và chú chó đi lạc Boot Boy có thể nói vô cùng thân mật. Giáo sư cũng luôn nói với mọi người rằng ông coi Boot Boy như con nuôi của mình. Không may mới đây, giáo sư Carmelito trúng gió qua đời đột ngột khiến mọi người vô cùng thương tiếc. Chú chó Boot Boy hoàn toàn không biết gì, mỗi ngày đều chờ ở cửa lớp học để ngóng chờ giáo sư. Ánh mắt mong đợi rồi lại thất vọng của Boot Boy khiến nhiều giảng viên và sinh viên đau lòng xót xa. Cuối cùng, các sinh viên của giáo sư Carmelito đã quyết định đưa Boot Boy đến đám tang của ông để nói lời tạm biệt cuối cùng. Khi Boot Boy thấy vị giáo sư đáng kính nằm lặng im trong quan tài, chú chó đã khóc nấc, nức nở thành tiếng. Sau đó, chú chó tình cảm ghé vào quan tài thật lâu không muốn rời đi. Sinh viên Matt Christian Asio đã ghi nhận lại cảnh tượng này và đăng tải lên mạng kèm theo dòng trạng thái. Chó là sinh vật duy nhất trên thế giới yêu bạn còn hơn chính bản thân của nó. Hiện tại, nhiều nhân viên, sinh viên và giảng viên trong trường đang giúp nuôi nấng Boot Boy. Họ cũng đang lên kế hoạch giúp Boot Boy tìm được một ngôi nhà ấm áp. Trong khi người thầy vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu, Boot Boy vẫn kiên trì hàng ngày tới nằm trước cửa phòng giảng viên để chờ đợi ông. Mới đây, một bài đăng được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút được sự chú ý không nhỏ của mọi người khi kể về câu chuyện một chú chó nhỏ nằm bên ngoài phòng giảng viên của trường học chờ chủ nhân của mình dù ông đã qua đời. Hôm ngày 20 tháng 5, tài khoản có tên là Emmy Christian Paula đã chia sẻ hình ảnh của chú chó trên trang cá nhân của mình, cùng với đó là câu chuyện về chú chó khiến nhiều người phải rơi nước mắt. Theo đó, chú chó có tên là Boot Boy là chú chó của trường học và thường được thầy giáo của cô cho ăn cũng như cưng nựng như thú cưng trong nhà. Mỗi ngày, khi thấy thầy giáo tới trường, chú chó nhỏ sẽ đi theo ông từ cổng trường vào các lớp học tới phòng giảng viên. Khi tới giờ ăn trưa và cuối ngày lại tiễn thầy giáo ra tận cổng trường. Bên cạnh hình ảnh chú chó đáng thương nằm ngoan ngoãn chờ người chủ của mình, câu chuyện được cô sinh viên chia sẻ cũng thu hút sự chú ý của nhiều người. Mỗi khi nhìn thấy Boot Boy, chúng tôi lại khóc. Động vật không thể nói, nhưng chúng cũng sẽ biết đau buồn khi người chủ của mình đi mất. Thông thường, Boot Boy được thầy chúng tôi cho ăn, kể cả khi không có giờ dạy, ông cũng tới trường và chăm sóc cho nó. Nhưng giờ đây, tất cả chúng tôi sẽ không còn được nhìn thấy hình ảnh Boot Boy léo đẻo theo chân thầy suốt cả một ngày nữa. Được biết, người thầy giáo tên là Carmelito Marcelo đã bị đột quỵ vào đầu tuần trước và phải nhập viện cấp cứu. Tình hình bệnh của thầy giáo ban đầu đã có chuyển biến tốt, tuy nhiên không may ông đã ra đi mãi mãi vào hôm thứ Bảy, ngày 18 tháng 5. Trong khi người thầy vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu, Boot Boy vẫn kiên trì hàng ngày tới nằm trước cửa phòng giảng viên để chờ đợi ông. Thậm chí có lúc, các sinh viên còn nhìn thấy chú chó nhỏ đặt chân trước lên cánh cửa như muốn gõ cửa và hỏi thăm xem chủ nhân của nó có ở bên trong hay không. Thế vậy, nhóm sinh viên đã quyết định đưa Boot Boy tới bệnh viện với niềm tin nó có thể giúp thầy giáo của họ nhanh chóng tỉnh dậy. Đây cũng là cách mọi người giúp chú chó nhỏ hiểu rằng tại sao chủ nhân của nó không còn xuất hiện và cho nó ăn nữa. Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện về chú chó Boot Boy nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội, nhận về 89.000 lượt thích, 10.000 bình luận, cùng hơn 50.000 lượt chia sẻ.
nhiều người tỏ ra thương cảm cho hoàn cảnh của chú chó, mất đi người thương yêu chăm sóc và được nó coi là một người thân của mình. Đồng thời, một số ý kiến khác cũng cho rằng nhóm sinh viên hãy tiếp tục thay thầy giáo mình chăm sóc cho chú chó, cho nó cảm nhận được không chỉ thầy giáo mà tất cả mọi người trong trường đều yêu thương và sẵn lòng chăm sóc cho nó. Trước đó, cộng đồng mạng cũng đã nhiều lần cảm động trước tình cảm mà những chú chó, những người bạn bốn chân dành cho người chủ đã khuất của mình. Thế mới thấy được, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, những chú chó cưng cũng sẽ trung thành ngồi đợi chủ nhân của mình quay trở về. Và khi chủ nhân của chúng gặp chuyện không may thì chúng cũng sẽ buồn bã đau đớn chẳng kém gì người thân của họ. Bạn suy nghĩ gì về lòng trung thành cũng như tình cảm mà những chú chó dành cho chủ nhân của mình? Hãy chia sẻ thêm cùng Khám Phá Bí Ẩn thêm nhiều câu chuyện cảm động về những chú cún cưng đáng yêu nhưng vô cùng trung thành nhé! Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!